nay đoàn phim kêu tôi lên sóng, anh phân đoạn cho cực nhẹ hiểu luôn, chỉ ngồi ghi ghi lên giấy mấy chữ thôi là được. Tôi mừng quá, tôi cũng lên đây. Tự nhiên bây giờ đưa tình lấy cũng dám đi. Phân đoạn ký đơn đi thôi. Ủa rồi sao ngoài kia không ký sẵn này, đưa vô đây tôi diễn thôi, chứ bắt vô đây chứ đưa về trời. Lỡ ở Sugana rồi sao? Ở Sugana rồi sao? Tôi phải quay lại cái phân đoạn này để gì, để làm bằng chứng trước tòa nữa. Mà tôi có xảy ra chuyện gì là tôi đổ thừa tại đoàn nha. Nha. Dạ. Một phân đoạn rất nhẹ về mặt hình ảnh nhưng mà rất nặng về mặt tâm lý nha. Đi rồi đi không?